Ôi trời, ngon thật đấy, cực kỳ ngon luôn. Đây thắng cố ở trên này thì các bạn có bao gồm một ít lòng này, ít phổi, ít gan này, rồi ít thịt ba chỉ này, ít không thể thiếu được một ít tiết và là một ít dạ dày, rồi ít và có cả rượu mận này là ta chú không gọi hấp. Rượu mận ra cho nó hấp dẫn nhỉ. Thế bây giờ gọi hết rồi. Gọi hết rồi. Chú là đây là nó lấy cái vẫn còn rồi. Đây. Đây đi đi quay cái chú thừa cái. Đây đúng rồi. À cái chỗ trong cái làm một tổ đây đây, quay cái chú thừa đây. Thì lúc nãy là mình nhầm cái này là thắng cố đúng không ạ? Thắng cố chó à? Em nói nhầm. Chính xác là thắng cố chó. À, thắng cố chó. Chứ không nhầm đâu. À, không, nãy em nói nhầm là nhiều mận. Thế là mình nếu mà... Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi quay qua khu vực chợ ẩm thực này cho các bạn xem nhé. Ở bên này là người ta... bán đồ nướng này các bạn ạ. Trông rất ngon nha, hấp dẫn lắm các bạn ạ. Đây là cánh gà, nướng cánh gà, chân gà và phao câu gà. Ngon lắm. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Còn ở bên này là những cái quán thắng cố nhá. Quán thắng cố ngựa ấy, đặc sản trên khu vực Tây Bắc mình đấy. Rất nhiều người ngồi đấy, ngồi xuống bạt thôi. Ngồi xuống bạt là ngồi nồi lẩu nữa, ngồi nhâm nhi và chén rượu. Thắng cố ngựa ngon lắm, thì có khi mình cũng phải làm một bát thắng cố ăn thưởng thức cho các bạn thử xem cảm giác nó ngon đến mức độ nào nhé. Đây là thịt ngựa, à đây là thịt chó, đây là mèn mén, à đây là thịt chó này. Ui các bạn ơi, đây là thắng cố ngựa nha, đặc sản trên Tây Bắc mình đấy, ngon lắm các bạn ạ. Ôi ôi, to có to hấp. Đây là thắng cố ngựa đúng không? Đúng rồi. Hấp dẫn lắm, ngon. Ui trời, ngon thật đấy, cực kỳ ngon luôn. Đây thắng cố ở trên này thì các bạn có bao gồm một ít lòng này, ít phổi, ít gan này, rồi ít thịt ba chỉ này, ít không thể thiếu được một ít tiết và là một ít dạ dày, rồi ít ít bì nhá. À, gần mình à, giống à, cái nào á? Ê, giờ chúng mua để lại cái nào đây, chơi chơi lan trong chỗ này nào có tí nữa là. No, 我病了你们都病了我不别的。我留他吧。 Đây cái bát này là 150 nha các bạn nhá. Còn cái nồi này là nồi 300, một cái nồi là 300. Bát này 150. Ê, bát đi đây. Ngon lắm các bạn ạ. Hơi khói một tí. Này là những cái quán bún phở đây, đặc sản trên khu vực nhà
làm ấy. Ui à, rất nhiều hot girl lên đây ăn bún nha các bạn nhé. Ôi trời đông thế. Ừ. Anh xin lỗi nhé. Chúc người đẹp ngon miệng nhé. Người dân ở đây đến ăn bún phở đây khá là đông các bạn ạ. Mình nói nhầm, đến ăn bún chứ còn ở đây phở chứ còn vùng cao này không có bún đâu các bạn nhé. Cái phở này phở người ta tự làm tự thái đấy các bạn ạ. Ui, cho đi qua cái, cho đi qua cái. Ui, đông thế. Ở đây thì xem nào, có phở lợn, phở hảo, ui dồi, ta ăn cay thế. Bát phở vùng cao đây các bạn ạ, ngon lắm. Ngon ăn. Ờ vâng. Này, quán này người ta đã bán gần hết rồi, hết sạch mồi nha các bạn nhé. Ôi, giờ này người ta đến đây để ăn phở đông lắm. Mình sẽ ban máy qua một vòng nhé. Cực kỳ đông luôn. Đây là thịt lợn người ta thái cho vào bát phở đấy nhá. Trông hấp dẫn lắm, thịt lợn đen ấy, thịt lợn bản đấy các bạn ạ. Ui, còn bên này là cái món gì đây ta? Cái này là thịt đây là thịt chó hay sao ấy? À, món thịt chó. Đây là thịt chó. Hấp dẫn thế, những cái đùi chó kìa. Trông hấp dẫn thật đấy. Cái này là món gì đấy ạ? Chó đấy. À, thịt chó. Chó nhâm gì vài chén rượu nữa thì ngon hết ý rồi. Toàn hot girl này các bạn ạ. Hơi khói một tí mà được ngửi thêm mùi thơm lại ngắm được gái nữa thích lắm các bạn ạ. Ui đông lắm. Có khi mình sẽ giờ mình sẽ đi tìm cái gì đó ăn một bát xem nào. Bát bún, bát phở là bát thắng cố ăn, đói lắm rồi các bạn ạ. À, cái nồi này nồi nằm mèn mén à, mèn mén này em. Bao tiền bát mèn mén đấy em? 10.000 à? Có khô không? À, ăn nó khô lắm không? Ăn nó khô lắm không? Anh thử đi, khô mà. Thank you.
sỏi đồng thế. Bây giờ đồng quá. Đây là khu vực này để có hai bà cô ăn mèn men với lại phở nhá. Rất hay. Họ ăn cay lắm các bạn ạ. Cho nhiều ớt với lại nhiều hồ tiêu lắm. Cực kỳ hay, ăn mèn mén với lại phở nhá. Lần đầu tiên mình thấy có người ăn mèn mén với phở đấy các bạn ạ. Ui đồng thế. Mọi khi nhau đi ăn. Đồng quá. Giờ mình sẽ bước vào khu vực này. Khu vực này thì những cái đồ nướng nha các bạn nhé. Này là toàn là đồ nướng, là chân gà nướng này. Dọc từ đây ra kia toàn là đồ nướng hết, khu vực đồ nướng hết nhé. Chân gà nướng, xúc xích nướng. Trông ngon và hấp dẫn lắm. Rồi toàn hot girl đúng không các bạn ạ? À, đây cũng vẫn có một quán bún phở chứ. Mình tưởng là toàn đồ nướng hết. Xin lỗi các bạn nhé. Khói quá. Trông ngon lắm các bạn ạ. Đây là thịt gà người ta dùng để ăn bún phở nhá. Thôi các em cứ tự nhiên đi. Cho bát phở, phở gà đó. Phở, phở gà bún cao ngon lắm. Người ta toàn chặt như này nhá, không xé ra đâu. Bước vào trong những khu vực này thì những cái quán bún phở lại ít khách nha các bạn nhá. Ở kia thì đông quá, kia nó gần ngoài đường ấy, người ta đến phát là vào ăn luôn. Ở trong này ít. Ôi, trông thịt. Đây là toàn thịt lợn đen, trông hấp dẫn thật đấy, ngon thật đấy. Phở thịt lợn đen hết nhá. Ngon lắm. Đây các bạn ạ, đây là mâm thịt chó của mấy ông chú đây gọi ra để là nhâm nhi vài chén rượu nhá. Đây là nồi, và cái bát này là bát thịt chó, bát này bát nhựa mận ấy. Bên kia có thịt chó hết ạ.
với ốc đậu nữa. Chứ ở ăn thịt chó ốc đậu ngon lắm anh nhỉ. Làm một cái này mới được quay. Đây là một ít là rồi lợn nữa. Mà có phải rượu ngô không ạ? Đây rượu ngô đấy anh. Làm một tí nữa anh. Quá không luôn. Em mời tất cả mâm chén. Chưa thể mời cả mâm chén nào anh. Rồi, đầu xuân năm mới chúc sức khỏe các anh nhé. Rồi, chú ạ. Chú ơi, cháu mời chú. Con đứng đầu trong cái con giáp ấy. Con là con cả đấy. Đây là chú nhá. Làm chén rượu ngô đúng không anh? Đúng rồi, chuẩn hơn. Làm chén rượu ngô đặc sản trên vùng cao các bạn nhé. Để biết tình cảm của người Mông như nào. Rồi, em mời các anh nhé. Rồi, xem phải cả đấy. Được. Chưa đó, còn tí. Như này chỉ quay quê lưu đấy. Rượu nặng quá. Uống. Thông cảm, các chú thông cảm, cháu chưa ăn sáng. Rồi, ăn đậu luôn. Thôi, tí mà cháu gọi mâm kia ngồi ăn xong qua giao lưu sau. Ơ nhưng mà uống xong nó còn ngọt nhỉ. Ờ công nhận. Lúc đầu nặng thật, giờ uống xong một lúc ngọt ngọt. Vâng. Ngon lắm các bạn ạ. Chú khỏe các chú nhá. Đây nhá. Rất ngon các bạn ạ. Còn bên này nhá, mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua cái món thắng cố chó đặc sản ở trên vùng cao mình ấy các bạn ạ. Ngon lắm. Đây thắng cố người ta làm một ít xương này, ít nội tạng rồi là ít thịt ba chỉ, nói chung là ít thịt nhá các bạn nhá. Rồi. Rất ngon các bạn ạ. Nhưng mà mình định làm một bát rồi, nhưng mà nói chung là người dân tộc của mình ấy là chưa qua 15 là không ăn thịt chó nhá các bạn nhá, thông cảm nhá. Nhưng ở đây người Mông ở đây thì họ vẫn ăn bình thường, nhưng người của mình, người dân tộc mình là không ăn được. Và có cả rượu mặn này là ta chú không gọi rượu mặn ra cho nó dẫn nhỉ. Thế gọi hết rồi. Gọi hết rồi. Chú là đây là nó lấy cái vẫn còn đây. Đây đi quay cái chú thừa cái. Đây đúng rồi. Làm một tổ đây, quay cái chú thừa đây. Thì lúc nãy là mình nhầm cái này là thắng cố đúng không ạ? Thắng cố chó à? Em nói nhầm. Chính xác là thắng cố chó. À, thắng cố chó. Chứ không nhầm đâu. À, không nãy em nói nhầm là nhiều mần. Tức là mình nếu mà cân nhắc thì mình có thể nói được. Vì là thực sự là ở đây nói chung là bạn anh mà nói về thắng cố ngựa, thắng cố trâu. Đấy thì mọi người có thể biết thắng cố mà cố chó thì ít người được ăn đấy nhá. Em mà qua 15 em phải làm một bát rồi. Cái này cũng là thắng cố thôi đúng không? Đấy, đúng không? Tức là ban này để mua bát kia về nó thế thôi. Đấy, em là người của bọn em là chưa qua 15 chưa được ăn thịt chó với đây thịt vịt. Tên là người Kinh đúng không? Em không, em người Tây. Người Tây à? Đâu nhỉ? Em ở Bảo Yên ạ. Yên à? À, tức mình hôm nay là bác Hà. À, mình hôm nay là Bảo Thắng. Đây là bố vợ mình. Đây cậu mình. Lên sinh hoạt ngày giao lưu. Thế anh không phải đi về thì cứ uống rượu thoải mái thôi. Mình thì hôm nay say có chỗ ngủ. Anh Bảo Yên à? Thế từ từ em. Ôi ôi, Bảo Yên thì phải mời như này. Ôi ôi, sợ Bảo Yên lắm. Không. Tí em còn đi đường anh ơi. Không cảm. Vì là còn xe cộ nữa cơ. Anh ở chỗ nào? Anh ở Bảo Yên à? Không. Anh xuống Bảo Yên chỗ nào vậy ạ? Xã Xuân Hòa. À, xã Xuân Hòa. Có anh em ở dưới đây ạ? Có anh em mà. À vâng. Còn bước vào khu vực quán này là người ta bán mèn mén và ốc đậu các bạn ạ. Đây mèn mén đây. Ngon lắm. Ôi chị chủ quán xinh đẹp thế. Úi giời, Cún ơi. Sao ăn cay thế này? Hả? Sao ăn cay thế? Khiếp thật, toàn ớt không rồi các bạn ạ. Cái nào cá nó tàng nó mà. Bạn ốc đậu toàn ớt không. Cái này là của em ạ. Ờ, của đứa bé này này. Ốc đậu sao toàn ớt này? Toàn ớt không rồi, thế mà vẫn ăn bình thường. Tao không ăn nữa. Đây là người ta bán ít bún, mít phở và ốc đậu nha các bạn nhé.